Hello, xin mến chào tất cả quý vị và tất cả anh em thân mến. Ngày hôm nay tiếp tục bên em lại test một cục đẩy rất là cao cấp em nhá. LT1600, cái sản phẩm này công suất cho ra là 800W một kênh, tức là một kênh này hôm nay sẽ chơi ra một cặp loa bass 30. Và hiện tại em đang chơi hai cặp loa bass 30. Mời em cùng lắng nghe. Quá hay đúng không ạ? Tiếng bao sáng luôn. Và đây là em đang chơi trực tiếp từ cục đẩy, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết nhá. Anh em có thể nghe đúng không ạ? Con này thì nó đánh rất là hay, tiếng rất là sáng. Mạch Class H và lên tới 32 sò LGVK. Ở đây thì em đang lấy nhạc từ máy tính và cắm thẳng vào cục đẩy này. Đấy, cắm thẳng trực tiếp vào cục đẩy này nhá. Đây là đằng sau cục đẩy đây. Nhạc vào anh em thấy không ạ? Và loa, loa chúng ta có thể sử dụng bằng cái jack Lutric này, hoặc là chúng ta có thể cắm trực tiếp vào cái cầu xoắn này anh em nhá, đều ok. Một trong những mẫu đẩy rất là đẹp và bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Thương hiệu chính hãng của LX Acoustic. Tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả anh em, ok chưa ạ? Bạn hành quân đến chẳng khó thăng nhau. Nghe rất là đã tai. Mặc dù là chơi trực tiếp từ cục đẩy này, nhưng mà chất âm của nó cho ra rất là chi tiết. Cả các bác, cái sản phẩm này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 6.200.000 đồng, bao ship toàn quốc em nhé. Bên em thì có rất là nhiều cái mẫu đẩy để cho anh em chơi gia đình và làm sự kiện này đều có đầy đủ hết, ok chưa ạ? Mặt thì con này được thiết kế mặt rất là đẹp, mặt phay nhôm, mặt phay nhôm xước anh em nhé, và màu xám. Đây là một trong những cái mẫu đẩy chất âm hay và đời rất là mới em nhé, đời mới 2023. Tất cả các sản phẩm này thì đều được bảo hành cho tất cả các bác lên tới 12 tháng. Lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Sử dụng chiếc áp bi, ok chưa? Độ nhạy cao, tiếng đánh rất là căng và rất là uy lực. Một kênh, các bác có thể nghe đây. Một kênh này em đang chơi một cặp loa bass 30. Bên phía tay trái màn hình anh em, ok chưa? Đó, kênh 2 này cũng vậy. Kênh 2 sẽ chơi một cặp loa bass 30 bên phía tay phải màn hình anh em. Tiếng bao căng luôn anh em nhá. Đây thì em đang đẩy có tầm 9-10 giờ thôi. Ở đây em đang đẩy tầm 9-10 giờ thôi mà chất âm nó quá là tuyệt vời đúng không ạ? Thì trong cái tầm giá anh em có thể nghe. Đấy, trong cái tầm giá này nhá. Trong cái tầm giá 6.200.000 đồng, hàng chính hãng cho tất cả các bác, để có một cục đẩy 800W thì đây là một trong mẫu đẩy rất là chất lượng để anh em có thể chơi ở trong gia đình. Độ bền cao đúng không ạ? Chất âm hay. Và đặc biệt là hàng mới chính hãng. Đấy. Anh em không phải suy nghĩ lăn tăn về vấn đề bảo hành. Sử dụng 5 năm 7 năm có vấn đề gì sửa chữa gì. Khi mà hết bảo hành rồi đấy thì anh em vẫn chuyển ra cho bên em, vẫn hỗ trợ cho tất cả các bác bảo hành bình thường. Đẹp xuất sắc đúng không ạ? Nhìn rất là khôn, hàng này nhìn rất là đẹp. Các bác có thể thấy nhìn rất là đẹp. Sử dụng là 32 sò LG anh em nhé. Con này chạy 32 sò LG VK. Và bên trong của nó tất cả là biến áp là nguồn đồng hết. Biến áp nguồn đồng hết. Em cũng đã làm cái video mở nội thất cục đẩy này rồi. Anh em có thể vào video trước của bên em theo dõi cái sản phẩm này nhé. Về nội thất rất là đẹp.
căng một nút này. Thì các bác có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này thì anh em gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới, mọi thông tin anh em có thể liên hệ trực tiếp, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình. Ok chưa? Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ.